chào mọi người nha. Xin mời mọi người đến với trang trại nhà Thùy nha. Trời ơi. Giới thiệu mọi người là nướng gà nhá, gà di nhá, gà di này là gà cũng gà mái di, gà này đẻ gọi là gần hết chín rồi nhá. Còn buổi sau em sẽ đưa mọi người đi bắt chuột. Nhìn em thế thôi nhưng mà em nghịch lắm. Thì ăn thôi. Cao này thì cao, nhưng mà thấp chứ. Mà nhìn quay sáng này. Nhưng mà có cái này cao hẳn xinh. Siêu siêu đi. Có mỗi con gấp một con đấy sau gấp đó. Chẳng ra buổi đi em. Cái bạn biết gì? Cái gì mà đẹp. Mưa đất này. Mưa đất trái là gì? Khoai thì có ngô, nếu mà trong nó thì là... Ôi, phải khoai tây ấy, khoai tây ở trong con đó, ăn là thơm. Ôi, này là cứ quay tròn thôi đúng không? Quay ơi, xuống quay đây, cho kéo luôn. Đúng rồi. Quay ngồi đây luôn. Nó này. Kìa, mọi người ơi. Trời ơi, đấy. Yeah. Sau này về già ấy, là em xác định là em sẽ xuống đây ở rồi. Thế là lúc đấy là không phải bon chen với đời nữa. Xuống đây ở là chăn nuôi trồng trọt nhá, thoải mái nhá. Đây rồi, đây rồi. Đấy, mọi người nhìn xem này, cái này. Có một cái này, quả vàng đậm này. Đấy, rất là ngon luôn, đây. Đây. Quả vàng đậm nhá, rất là ngon. Ngọt. Ép ngọt. Mấy quả rắn rắn này ngon lắm nhỉ. Ui, quả này này. Em vừa ăn rồi đấy, quả này ngon đấy. Ngon lắm luôn. Đây này rất ngon. Đấy. Ui dồi ôi. Không ngọt không lấy tiền luôn. Quả này thì mã đẹp, nhưng mà nó vẫn ngon vì nó không cân. Là em về già em sẽ không lo chuyện đói. Em chỉ ăn bưởi thôi em cũng sống rồi. Đảm bảo mọi người luôn. Tại vì bưởi là bố mẹ em có thương hiệu rồi. Thiên ngưỡng quá. Em thì không xuống dưới này nhiều đâu. Vì là toàn bộ là bố mẹ cháu chăm sóc. Em chỉ lo nhà hàng thôi. Nhưng mà sau này về già là sẽ được bố mẹ sẽ cho một số suất là xuống đây ở. Cho nên là em chắc mình sẽ có những cây bưởi để ăn. Một sản xuất luôn. Đấy, mời mọi người đi tiếp. Mọi người nhìn cây này ngon nhé. Cây này ngon nhưng mà mã còn đẹp cơ. Lát nữa xong em sẽ mặc. Mặc nhiều. Nó về, ăn dần. Nó rụt nhiều nó đầy dưới này nữa này. Đấy. Ui. Thì vẫn sẽ... và thử nhá. Em sẽ thử một quả ở cây này nhá. Em nhá. Ngon nhá. Đấy, bây giờ mời mọi người nhá, em lên đi. Nhá. Bây giờ sẽ bổ luôn để mọi người biết nhá. Những ai mà muốn mua bưởi của em thì em là người trải nghiệm rồi và em là người vặt rồi nhá. Nên là lần sau mọi người xuống em sẽ vặt đúng cái cây này. Mình cho anh cứu chuột. Ui, ui. Giòn. Chị đố đứa nào thì mới tìm được cây táo á. Ngon không? Ngon không? Đấy. Bây giờ bưởi nó ngọt thiểu luôn. Ngọt lắm mọi người. Bây giờ một người mua bây giờ là
mua bây giờ là ăn lại đi, mình đến một đẹp bưởi với em đây, ăn bưởi em đây. Bưởi em vừa to vừa tròn lại còn căng mọng nước nữa. Bưởi em vừa tròn vừa ngọt. Bưởi em rất ngon. Mọi người yên tâm. Ôi gà được rồi. Anh ơi mang mâm đây anh ơi. Chết à. Đi vào đây. Đi kêu nữa. Rồi. Mình kêu. Đừng ăn thế. Kéo chú bông kéo đấy. Ra lò đây. Ui giời ơi. Bây giờ phải bơi thôi. Đáng quá. Ui giời ơi. Chín chưa? Chín đi. Chưa chín thật. Mới chín nó đi. Chà mặt ăn quá. Thật á. Nó kiểu tai tai thế là ngon rồi. Ôi đẹp rồi. Chào ức. Quay đến chỗ đấy cho chín đi ức là mình chín được anh. Từ đâu? Nào bia. Rô. Thế ra đây muốn ăn đầu quê rồi. Xuống đây nấu. Để mọi người nhá. Để mọi người làm ba nấu chú đậu. Kiểu ba á. Con nợ bé ếch nhỉ? Hợp nhỉ? Hay ông làm mình liên hoan đi. Bắt chiếc bọn mình chiếc như con nợ nhỉ? Con nợ chứ. Nhớ quay trước con này. Con à? Chiếc ông em đi rồi. Biết đi đi. Ao đây, vậy. Câu cá chứ nhỉ? Có nước câu vậy? Không nói câu cá. Đấy, câu cá. Đang nướng không em? Trên đầu thì dây điện. Mà lại còn đi hút thuốc rồi đấy. Đâu cái đùi đâu. Trời ơi, hết rồi. Quay cái cục xương nó được. Ngon cái gì, ngon cái xương. Thế cầm cái đùi hẳn, cái đùi gặm kìa. Ngại lắm. Sán keo vào. Ôi dồi ôi, Huy ơi. Đâu. Đây. Đó. Ui dồi ôi, khiếp nguyên một chùm kìa. Thiệt to thế. Đấy, tôi hay nó ở đằng sau. Ít ai để ý tới được. Đấy, qua chưa? Đây. Chưa? Ok. Em là chùm này nhá. Wow. Ôi trời ơi. Ăn trèo nhá. Trèo đi. Cường nó làm dụng cuống bưởi rồi. Cường nó làm dụng cuống bưởi rồi. Thằng Cường kia ta lăn lóc lại được cuống bưởi. Hay là cô đi trèo. Trèo đi xem nào. Nó không trèo được. Tồn lắm. Thôi nhá. Trèo đi. Ông nào bợ đít chị Thùy lên cái. Hai
chị em mình chưa? Chụp đây thôi. Thế này thôi á? À, chụp đi là đứng này chị đứng nữa. Đây mày chụp chị lúc chị leo đi. Mày chụp bỏ này đi, khép đùa. Đây chị đang diễn đây. Chị Phương bợ đi, chị Thùy lên đi. Ôi, không phải bợ đâu. Em chụp ảnh hậu trường. Đây. Thế thôi à? Rồi, ok. Ôi dồi ôi.